Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng ngày này tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh của khu 5, đông đảo các tầng lớp nhân dân tại Đà Nẵng đã thành kính đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm người, cũng như dành những tình cảm trân trọng, mến yêu nhất đối với vị cha già, vị lãnh tụ thiêng liêng của dân tộc. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh quân khu 5, những ngày này từng dòng người nối tiếp nhau dâng hương, dâng hoa, báo công lên Bác, tưởng nhớ công lao trời biển của người. Thời gian qua, các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân tại địa phương đã ra sức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp sức mình vào công cuộc phát triển chung. Nhân dịp ngày sinh nhật Bác thì về đây báo công dân Bác, phụ nữ phường Hòa Thọ Tây sẽ quyết tâm thực hiện những cái thắng lợi, những cái chủ trương đường lối của Đảng cũng như là góp phần để xây dựng phong trào phụ nữ thành phố Đà Nẵng ngày một là tươi đẹp hơn, lớn mạnh hơn. Bên cạnh các hội đoàn thể hành hương báo công dân người, còn có rất đông các em thiếu nhi đến với bảo tàng để nghe những câu chuyện về Bác, tìm hiểu về cuộc đời của Bác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành rất nhiều tình cảm và sự yêu thương đối với thiếu nhi. Vì thế các thế hệ măng non cứ thế nối tiếp nhau thi đua thực hiện năm điều Bác Hồ dạy để trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Hôm nay chúng em đến thăm nhà Bác Hồ. Đây là hướng hai em tới. Chúng em rất vui vì đã được đi ra ngoại như thế này. Em sẽ cố gắng vào học thuộc năm điều Bác Hồ dạy cho tốt để mai sau lên người hơn. Chúng tôi đã chủ yếu tập trung vào các nội dung đó là những cái đức tính giản dị của Bác Hồ trong cuộc sống thường ngày cũng như là phong cách sinh hoạt đời thường của Bác. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn làm rõ cái tình thương yêu của Bác dành cho thế hệ tương lai của nước nhà và những cái lời căn dặn của Bác đối với con trẻ, và cũng mong các em rằng luôn luôn học tập, phấn đấu, rèn luyện để trở thành người có ích hơn cho đất nước. Tháng 5 nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn. Suốt cả cuộc đời, người đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc, cho ấm no, hạnh phúc, hòa bình của nhân dân. Thế hệ hôm nay nguyện ra sức phấn đấu, thi đua, thực hiện di nguyện của người, xây dựng đất nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.